thành phố Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên diện rộng trong thời gian thực hiện giãn cách phòng dịch theo chỉ thị 16 của chính phủ. Theo kế hoạch này, gần 125.000 người dân được lấy mẫu xét nghiệm. Những địa bàn có nguy cơ cao đang được lấy mẫu trước là phường 11, phường 12 và phường Rạch Dừa. Theo kế hoạch xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên diện rộng, thành phố Vũng Tàu sẽ phân nhóm theo nguy cơ để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Đối với nhóm có nguy cơ cao và rất cao, thành phố dự kiến sẽ lấy khoảng 38.350 mẫu gộp để xét nghiệm PCR, đồng thời xét nghiệm 50% bằng mẫu gộp, 50% qua xét nghiệm nhanh. Đối với địa bàn có ca nhiễm ngoài cộng đồng, mẫu xét nghiệm thực hiện gộp đối với một người có nguy cơ cao nhất trong mỗi hộ. Với phường chưa có ca nhiễm, thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên 20% tổng số hộ và với nhóm người có nguy cơ cao nhất của hộ. Tôi thấy cái công việc này rất là cần thiết đối với tất cả mọi người dân để bảo vệ sức khỏe cho toàn thể mọi người. Tại vì bây giờ thì không biết được ai là F0, F1 cả, cho nên là cái việc xét nghiệm rất là cần thiết. Các phường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu vẫn đang tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc lấy mẫu xét nghiệm để có sự đồng thuận, hợp tác tích cực, hiệu quả và thành phố sớm hoàn thành việc lấy mẫu của gần 125.000 người dân theo kế hoạch.